Hồi chưa có một cái cô có gặp những đức, cái cô thường trụ trong chùa bên chùa mới. Hồi chưa những đức chia sẻ Phật pháp xong, những đức họp sắp xếp công việc của nó thêm tiếng gửi ủng hộ nữa. Khi những đức đi về đây là một giờ trưa, tiếng gửi ủng hộ sắp xếp công việc giải quyết vấn đề bên đó. Thì có một cô có hỏi như đức câu: dạ thưa thầy, con từ mà lúc chưa học Phật tới giờ thường cứ bị ác mộng, cứ ngủ là bị đè, bị bóng đè, sau này biết niệm Phật cũng bị đè, mà mỗi lần bị đè con sợ, con dùng dãy lắm, con niệm Phật dữ lắm mới buông ra. Rồi bây giờ con thấy tự nhiên con ngồi ăn cơm, con thấy con người ta đang ngồi vậy mà tự nhiên ta mọc nanh ra. Rồi tự nhiên con rùng rợn con tay chứ, con lạnh ngắt hết chứ. Rồi con nhìn người ta sau lưng của những con người đang đứng nhiều lắm, mà toàn là người gì thiết ghê lắm. Còn những cái bóng mà đè con, đè xong rồi là họ buông ra. Lúc họ đè con là con thấy hình đàn ông hay đàn bà, nhưng mà khi buông ra họ đứng lên là con nhìn họ không phải con người. Nghe không? Xin hỏi thầy, vậy con phải làm sao? Những đức nói bây giờ á, trong lục đạo luân hồi này á, phàm thánh đồng cư độ, nó sống cùng với nhau. Đến lúc mình si phước là nghiệp duyên nó kéo đến khảo đạo mình. Bây giờ cô chuyển cái tâm suy nghĩ lại. Mỗi lần mà cô gặp một người ta đang ngồi ăn cơm mà thấy toàn là năm gan đồ mọc ra, nhìn thấy gì mới ghê chứ. Mà xong rồi cô nhắm mắt lại xong rồi cô mở ra thử coi, phải mình không? Hay là mình qua mắt, nhắm lại mở ra coi phải không? Thì nhắm lại mở ra thấy nanh nó dài ra. Kinh khủng không? Mà người ta đã ngồi ăn cơm, nói vậy đó. Xong cô hỏi những đức bây giờ con phải làm sao? Những đức nói bây giờ trong cái cõi này phàm thánh đồng cư độ, trong cõi này bây giờ đổi cái tâm lại. Là tự nhiên cô vừa thấy vậy, cái trong tâm cô nói vậy nè: A Di Đà Phật, chúng ta cùng niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đổi cái tâm lại quý vị. Tại vì bây giờ lúc trước tới giờ mình nghĩ đó là ma quỷ thì mình sợ quá. Bây giờ mình đổi cái tâm lại: thôi ma quỷ cũng phải niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Chúng ta đổi cái tâm đó lại. Nên quý vị biết rằng khi mình bị ngủ ban đêm mà bị bóng đè rồi đó, quý vị dùng dãy thì mệt ghê lắm. Nếu như quý vị là người niệm Phật bình tĩnh, quý vị cứ nằm im, bị ai với Đà Phật nhẹ ăn câu cái tự nhiên mất tiêu. Nhưng mà càng dùng dãy thì nó càng bám ghê lắm. Tại vì cái sợ hãi của mình, cái sự sợ hãi của mình là sự bám víu. Nên tất cả những người sợ ma hay bị ma nhát hay hiện hình đều toàn là những người quá sợ. Mình quá sợ nên từ tâm mình nó hiện ra luôn. Tại vì khi cái tâm thức mình nó quá sợ thì cái gì mạnh nhất nó sẽ hiện ra trước, áp đặt ngược lại với mình. Nên á, mình phải hiểu rằng dù cho cảnh tượng gì nhưng mà không có đến nỗi mình nói người ta phải giết mình đâu. Tại vì người ta không có làm được cái điều giết mình. Người ta chỉ dọa mình và mình mang tâm sợ và cuối cùng mình chết và đọa lạc là do mình sợ. Chứ thật sự thì người ta không có giết mình. Dù cái hình ảnh gì găng nanh đáng sợ gì, nhưng thật sự với quý vị, nó không đáng sợ bằng con người ác bên cạnh mình. Không đáng sợ bằng con người ác bên cạnh mình. Con người mà có thể nói những lời ngọt dịu dễ thương vô cùng, nhưng tâm địa ác nó còn đáng sợ hơn ma quỷ. Vì ma quỷ nó không có nói cái gì dụ dỗ mình hết. Tại vì mình nghĩ nó là ma quỷ thì nó hiện cái tướng của ma quỷ. Chứ thật sự thì nó có nói cái gì với mình mà dụ dỗ mình đâu. Nhưng mà con người rất đẹp, nhưng mà tâm địa ác thì nó còn đáng sợ hơn ma quỷ. Quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi. Phải không? Có cái cô kia, cô có người yêu và cô có bầu, bị người yêu cô bỏ. Xong cô nghe những đức giảng, cô nói hồi xưa cô nghe thầy giảng con ghét thầy ghê. Nhưng mà khi con bị bồ đá mà con bỏ con mà con có bầu luôn á thầy, thì con mới nghĩ là cái lời của thầy giảng đúng là quá đúng. Tại vì sao? Ma quỷ nó không có làm con có bầu, mà cái thằng nói chuyện ngọt ngào thiết ghê mà nó làm con có bầu và nó bỏ con luôn. Như vậy thì ma quỷ không đáng sợ bằng cái thằng bồ con. Ghê không? Đáng sợ không?
Đó. Và từ xưa tới nay bị coi lịch sử đi, bị coi phim chuyện đi, bị coi bất cứ một câu chuyện gì đi, bị thấy không? Con người họ có thể diễn cho một bài kịch, một bộ phim cho bị coi, bị thấy kinh khủng đáng sợ không? Cái sự tàn ác, cái sự hại người của họ kinh lắm. Gian ác là mặt trái để cho quý vị học đó. Nếu như quý vị là người học Phật, đạt đến cái trình độ, quý vị coi phim ảnh gì nó cũng là một nền giáo dục Phật pháp. Đáng sợ không? Nó phải diễn trình một cái gian ác đến đạt tới trình độ là quý vị phải căm hận, quý vị ghét. Bên ngoài quý vị coi quý vị chữ luôn là cái gian ác đó đạt. Sự thủ đoạn, sự suy nghĩ thủ đoạn không tưởng tượng được. Nên lòng người ác mới đáng sợ, ma quỷ không có đáng sợ đâu quý vị à. Mà quý vị biết ma quỷ ở đâu ra không? Do chính trong tâm quý vị đã từng làm chuyện ma quỷ mà nó hiện ra đó. Ma quỷ nó không có phải ở bên ngoài ra đâu, mà từ tâm tưởng sanh đó. Là từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo nghiệp ác, nghiệp chướng đủ chuyện. Nên bây giờ trong tâm, tâm mình hiện ra cái cảnh giới của ma quỷ đó. Nếu như quý vị nhận thức điều này sâu sắc thì quý vị biết đây là từ mình tạo ra. Nên những đức nói với mấy bé đều nhỏ nhỏ như này, các con, các con muốn thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời, các con cố gắng học giỏi cũng chưa chắc đâu. Nhưng các con phải kèm thêm cái đạo đức làm người nữa. Có khi các con học chưa có giỏi, nhưng các con cũng đừng nên quá đặt vấn đề nặng nề, vì đó là sự tác hại cho các cháu không tưởng tượng được, tác hại lớn cho các cháu. Nếu như bé nào mà hiểu, các con giữ được một cái tâm trạng các con cho nó nhẹ nhàng chút, rồi các con biết thương cha mẹ, biết yếu với cha mẹ mình, các con biết thương anh em, biết hòa thuận với anh em, các con chơi với bạn bè các con rất là chân thật, các con có một cái bánh ăn các con biết chia cho bạn bè khi không có bánh, vô trong trường học, nhà của bạn bè nào cha mẹ nằm bệnh viện nghe nói nghèo khổ, từ khi còn nhỏ biết tạo dựng chương trình thiện nguyện, biết rủ các bạn ơi, khi mà vừa mới tan học, các bạn, mình có một câu chuyện muốn báo cho các bạn. Trong lớp học chúng ta, nhà của bạn A, bạn C gì, mẹ của bạn bị bệnh đường ruột gì, bị mổ mà nhà rất nghèo, bạn đang rất là nghèo khổ. Chúng ta là cùng bạn với nhau, chúng ta có thể nhịn ăn bớt 1.000, 10.000, 5.000, chúng ta có thể gom lại để hỗ trợ cho bạn mình. Vì một ngày nào nếu lỡ mình khó khăn thì bạn cũng giúp mình. Chúng ta nên chung tay nhau giúp bạn, các bạn ơi. Một đứa bé nhỏ mà khi còn nhỏ mà làm việc này đó, đứa bé này sau này là chắc chắn 100% là đứa bé thành đạt. Nếu như còn nhỏ mà tập tính đó thì đi đâu cũng làm lãnh đạo hết trơn. Vì đứa bé này là đứa bé kêu gọi, quý vị, đi đâu nó cũng biết kêu gọi người khác để kết nạp lại thành một cái đạo đức làm người, giúp người. Nó nên những đức thấy rõ ràng, những đức á, ít học nhưng mà những đức được một cái tố chất này nghe quý vị. Từ khi ngoài đời những đức chơi với bạn bè là những đức tập trung bạn bè, anh em đồ chơi chung. Khi đi tu những đức biết tập trung bạn bè, đi tu chung, ngồi chung chơi. Nó có tập thể quý vị. Sau này bởi vì rõ ràng con người mình sống mà nó gây dựng cái nền giáo dục nó quan trọng. Khi có phước báo các con mới thành đạt nghe. Các con mà không có phước các con có thành đạt đâu. Bây giờ các những đức nói các con chưa tin đâu. Các con học thiệt là giỏi nhưng mà sau này chưa chắc các con thành đạt đó. Tuy cũng đi làm nhưng mà các con đủ tay làm hàm nhai à. Lạ tay các con có giàu. Mà sự nghiệp cuộc đời các con nó lại nhiều trắc trở lắm. Vì các con không có phước. Không có phước. Tất cả những người mà người ta cũng không phải tu phước gì mà ta giàu là những đời trước ta tu phước quá lớn. Nếu như cứ tiếp tục mà hưởng vậy là người ta sẽ hết phước. Nhưng mà mình từ khi còn nhỏ đã biết tu phước duyên từ cái đạo đức làm người, thì nếu mà mình có phước nữa thì thôi giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Nó cứ vượt trội lên thù thắng vậy lắm. Đó nên á, ông bà cha mẹ nên tập cho con cháu mình gặp người mù, người què hoặc người tật nguyền thương yêu. Đừng có khinh rẻ người nghèo nàn. Các con vô trong trường học đừng bao giờ khinh các bạn nhà nghèo đi học. Nhà mình đi xe hơi, đừng bao giờ khinh bạn chạy xe đạp đi học.
các con chưa chắc đâu. Trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, có khi đi ngược lại, các con là người đi xe đạp, nó lại là người đi xe hơi. Trong cuộc đời này nó rất là có sự thay đổi trong cuộc đời. Nên có người khi mình có điều kiện, có vật chất mà duy trì được cái đạo đức, cái tâm của mình là việc này khó lắm, mà phải gây dựng. Nên các cháu nhỏ này nhiều đứa nhà nó cũng giàu, đi xe hơi. Nhưng nếu mình không dạy cho nó đàng hoàng, nó khinh người ta đi xe đạp. Hoặc là mình là con gái, mình lớn lên đi ra đường có nhiều thằng con trai nó chọc mình không đúng đắn, thì mình đừng có nói gì, chứ mình đừng có chửi người ta. Mình chửi người ta, mình mang cái nghiệp của khẩu nghiệp. Mình không thích thì thôi, mình đừng có nói cái gì chứ ha. Còn ai chọc mình đàng hoàng thì mình trả lời lại vài câu đàng hoàng thì thôi. Nó xong á, mình khôn khéo. Thôi anh ơi, gần tới nhà, anh chạy về nhà đi để em thôi. Gần nhà đây là cha mẹ biết được. Rồi chờ sớm ta nói. Nhỏ này đi học bây giờ, con trai đồ nó đưa tiễn về nhà. Rồi cha mẹ biết được buồn mất không? Nói mình không gắng lo học, cha mẹ cũng nghèo, lo tiền cái đi học đã khó khăn, mà bây giờ còn có con trai đồ đưa về nhà được, nên ta dị nghị ta nói chứ. Thôi nếu là bạn của nhau thì nên nghĩ cho nhau một chút. Nói một câu vậy thôi, cái thằng đó nó phải suy nghĩ luôn. Chứ các con á, đừng có tập cái tính chảnh chẹ ba lá hẹ. Này là như Đức dạy 100%, đừng có điệu đàn. Con gái mà điệu đàn là dễ bị người ta hại, người ta bỏ lắm. Cái kiểu điệu điệu á, giàu mà hoặc là nghèo được được đẹp đẹp chút điệu, chảnh chẹ, sơn móng tay dảnh 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 cái tay, hoặc là được mua, cha mẹ mua cho chiếc nhẫn thì vô điệu đàn, người ta ghét mình. Cái tâm đó nó hết phước đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Ừ, mình là đứa con gái mà đơn giản bình thường á, người ta thương mình lắm. Mà ai người ta cũng quý thương, người ta mến mình. Mà sau này mình đi đâu cũng vậy chứ, mình dù nhà mình ăn uống đầy đủ đó, nhưng lỡ cái gia đình nghèo của người ta, mình ăn uống mình đừng có chê, mình đừng có chảnh chẹ, mình đừng có chề môi chách lưỡi. Có nhiều đứa con gái mà tự nhiên lỡ nhà người ta, người ta không ưa, bước vô nhà người ta cái tự nhiên sao dơ quá à? Dơ quá. Còn ở nhà người ta nghèo, người ta đưa cho cái gói nằm với cái mền, tự nhiên cầm cái gói lên ngửi. Đó là thiếu lịch sự. Chúng ta ở một đêm một giờ có gì đâu. Mình phải nghĩ cho gia đình người ta nghèo, đâu phải giàu như gia đình mình mà đầy đủ đâu con. Có người vậy là biết đối nhân xử thế, biết sống. Lỡ nhà người ta nghèo mình ăn, mình nói trò cô con lỡ nhà cô, trời ơi, cái món cô nấu gì đó mà ngon quá trời ngon luôn. Mẹ con nhà nấu ăn cũng ngon, mà mấy cái món này là cô nấu ngon lắm. Trời ơi, người ta khen các con biết nhiêu, nói con nhỏ này nhà giàu mà nó lại đàng hoàng. Nó cách nói chuyện người ta thương gì đâu. Chứ đừng có lỡ mà nhà người ta mời ăn. Dạ được rồi cô, nhà con này nhiều lắm, con ăn nữa đâu. Con uống miếng nước đi. Dạ nhà con nước sữa nhiều lắm, không uống. Cái hành động đó là người ta đã ghét mình rồi. Còn hoặc là sau này đi du học ở nước ngoài đồ này kia gì xạo. Đi ra nước ngoài học được vài năm gì, nó chuyện tiếng gì trên trời dưới đất. Người ta thấy mình người ta điệu đàn, người ta ghét chứ gì chứ. Học được nhiêu gì nói tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em. Ta ghét mình là người Việt Nam. Các con có học cỡ nào, có tiếng giỏi cỡ nào cũng đừng nên nói cái tiếng khác. Hãy giao lưu cái tiếng đó với cái người đó đó. Còn có người mình Việt Nam cùng nói với người Việt Nam. Đừng có nghe dễ mình là người học thức. Mình có học hay có không có học, người ta biết, người ta nhận thức được rồi. Đừng có mà sau này đi ra nước ngoài cái tự nhiên nó bị đồng hóa với người ta. Mình qua bên nước người ta thì mình có thể na ná giống người ta, nhưng mà cái nhân cách làm người mình thì duy trì để cho người ta tôn trọng. Nhưng mà khi mình trở về đất nước mình phải lấy những bộ đồ của dân tộc mà bạn, chứ đừng có hoàn toàn ngoại lai. Người ta sẽ đánh giá mình là người quên nguồn cội. Con người như vậy mới là con người thật sự tiếp nhận được nền văn hóa, đúng không? Đây là cái quan trọng lắm á.
Tại vì cuộc đời những đức ngày xưa lên thành phố trở về xạo, nghèo mà xạo, nghèo mà chánh trẻ, tưởng đâu mình giàu nhưng mà nghèo không có một cách, chứ xạo dữ lắm. Nên bây giờ những đức học Phật cho đức kinh nghiệm, thì ra là cái hành động đó là cái hành động không có phước, hành động hết phước, nên cuối cùng có được cái gì đâu. Nó nghèo mà ra rẻ đó mà, tờ người ta đưa xe Honda cho mượn chạy mà xe anh ta mà xạo chạy mà làm nè, mà cái mỏ nhọn quét vì coi có ra gì đâu. Nên mình mua được cái của cải ngày xưa dưới quê, bây giờ mình nhìn ra, đi tu mới nhìn ra chứ không đi tu không nhìn ra. Tờ ơi, mua được xe Honda dưới quê, mua được xe Honda quý lắm mấy vị ơi. Trời ơi, có cái ông đó ở kế cái xóm, ông mua được chiếc xe Honda mà ông chạy. Hồi xưa chiếc xe đỏ đỏ, chiếc xe Triều Tiên gì đỏ đỏ đó. Tờ ơi, ông ngồi mà chứ người ta ngồi bình thường đi, ông ngồi tước phía sau lưng á, ông ngồi tuốt sau lưng, ông ẩn cái lưng nhìn ông chạy vậy nè. Mà ông chạy mới cứ nhìn coi có ai nhìn ông không. Cuối cùng đụng vô cái cây té xuống sông cái rạp. Chòm sớm ta nói dùng cái thứ xạo, giàu bao nhiêu mà xạo. Cuối cùng ta chửi quá trời chửi vậy ơi. Bây giờ mình đi tu mình nó hiểu, thì ra là con người mình ưa có ba mớ là mình xạo quý vị. Cuối cùng bản thân mình không được cái gì. Nên mình bây giờ mình sống mình hiểu quý vị ơi, mình mua được cái của cải gì mình đừng có chảnh chẻ ba lá hẹ. Hoặc là chồng mình nó mua cho mình bộ đồ xịn xịn, mình bẵng ra mình cũng đi cho nó đàng hoàng. Mình dù mình có dáng dốc đẹp đi chăng nữa mà mình bận bộ đồ mình đừng có khoe hình quá. Bận vô cái đi ông hẹo mang đâu cuốc cao mà đi cái sẹt 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 đi. Chòm sớm mọi người nó nói một câu mày đi đi coi chừng mày dắt té mày chết bây giờ. Nó nói người một câu nó té thiệt đó quý vị. Đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Nó dù mình có đi du lịch gì chăng nữa mà mình khi bước ra khỏi nhà bản đồ bình thường đi, mình đến cái khu du lịch mình đã thay đồ ra vì nơi đó không ai biết mình. Còn mình bước ra mình mặc đồ bình thường, thấy không? Ra dễ du lịch gì cho mất công. Chứ đừng có nói mình đi du lịch cái tự nhiên mang mắt kiến đen đồ này kia, mang đồ xịn xịn đồ, kéo đồ đạc đồ đi, nó công nhận ra dễ sang giàu ghê ha, thấy không? Người ta biết từ khi người ta suy nghĩ gia đình nó đi à, kệ đỡ nó đi đi, mình phá cửa nhà để vô lấy đồ chơi. Còn mình mặc đồ bình thường mình đi ra ai mà nghĩ mình đi đâu? Mình đi lỡ khu du lịch mình thay đồ gì mình thay kệ mình. Rồi xong mình chở về mình đồ bình thường mình đi về nhà. Cái chuyện đi chơi là chuyện của mình, ra dễ làm chi. Đúng là tu mới nhìn ra được chỗ này. Quý vị thấy không? Đó. Nên mấy đứa bé gái nhỏ nhỏ đây, mấy thằng trai này, những đứa chỉ các con đừng có chảnh nghe chưa. Nó ví dụ như mình trang điểm gì mình trang điểm đi, các con đừng có đi ra đường ngồi xe buýt xe này xe kia, hoặc là đi lỡ quán ăn nhà hàng cái bấm điện thoại lên cái chu cái mỏ ra tho vô cái miệng, đó cũng là dạng chảnh chẻ ba lá hẹ. Mấy đứa mà mình dạy mà nói mà làm đúng vậy đi là ai đi đâu người ta cũng thương ngộ vậy đó. Còn mình đi vô trong cái bàn tròn thấy người ta nói chuyện sùm giỡn hết lung tung, đứa này chọc đứa kia chọc đứa nọ, nhỏ này nháy đứa kia nháy thằng này thằng nọ, mình là nghe giáo dục rồi mình ngồi im gu. Mình ngồi im gu, mình ăn uống từ từ rồi mình đàng hoàng. Vậy đó mà nguyên một cái bàn mấy thằng con trai nó nhìn mình không, thấy mình đặc sắc. Thấy không? Đó. Nên mình nghiêm túc đi để cho cái thằng nghiêm túc nó chọn mình. Mình đi chọn nó chi cho nó cực. Mình chỉ cần nghiêm túc thì cái thằng nghiêm túc nó chọn mình, nó tìm mình nè. Còn mấy thằng lóc chóc len chen như con khỉ mắt phong thì nó tìm mấy con nhỏ mắt phong á. Mình cứ ngồi nghiêm túc đi, cái đứa thằng nghiêm túc nó chọn mình, thấy không? Đó, chắc chắn đạo đức nó tìm đạo đức, còn lu bu nó tìm lu bu, mắt phong nó tìm mắt phong, chảnh chẹ nó tìm chảnh chẹ, nó thiệt luôn á. Nên mấy nhỏ gái chảnh chẹ là mấy cái thằng nó chảnh chẹ, nó ra vẻ này ra vẻ kia, xe cộ nó đi thuê. Trời ơi, con nhỏ kia nhà giàu chảnh đi ghê luôn. Cái thằng này nó nghèo mà nhưng mà nó biết chơi chiêu. Cuối cùng nó ra nó thuê xe hơi chợ, thuê xe hơi nó đi cua nhỏ này, nó dùng hết vật chất nó đánh dài chặn, cuối cùng nó giết bà này luôn. Cuối cùng bà ngã vòng tay thằng này, rồi thằng này nó chiếm của cải. Đúng là chuột sa hũ đậu. Thấy chưa?
nó do mình chảnh chẹ mà tự mình hại mình đó mấy nhỏ gái ơi. Gái ngồi đây nè, nó nghe rồi nhớ cả đời, đi áp dụng đi đâu cũng không có lỗi thời đâu các con ơi, hiểu không? Đi nước nào cũng không lỗi thời chứ nha. Ví dụ mình ra nước ngoài mình đi du học thì mình kể cho các bạn nghe chuyện miền quê của mình, chợ nó ở chợ búa nó có biết cái giống gì đâu, nên kể miền quê nó mê muốn chết, nghe nó mê. Nó mình kể những cái chuyện đơn giản vậy đó mà nó thấy mình luôn, lúc nào cũng nhớ đến quê hương xứ sở, tôn trọng mình. Còn mình nghĩ rằng ơ trời ơi, nhà mình nghèo mình kể mắc cỡ chết mồ bậy, mình cũng xuất thân từ đâu mà mắc cỡ. Ngày xưa những đứa nghèo nghe quý vị, mà bận bộ đồ ngon lành lên chưa bao giờ những đứa nói với gia đình những đứa nghèo đó nghe quý vị. Trời ơi, tên hiền là ngon rồi, ra đời rồi mày đặt đổi tên. Mấy nhỏ gái hỏi tên gì? Anh tên Quân á. Vô duyên. Cái đổi tên chi không biết. Còn con nhỏ kia tên Én. Hỏi em tên gì? Tên Lan á. Đổi chi à? Cuối cùng lộ tẩy người ta còn cười chê mình thêm nữa. Có con tên gì cha mẹ đặt thì có con nói cái tên đó. Đừng có tầm bậy tầm bạ mà cuối cùng nó bẻ mồm bẻ miệng khó nói chuyện. Chút nó lộ tẩy tầm lum. Chút cái Hiền, chút cái Quân, chút cái Én, chút cái Lan. Thành là nó lộ tẩy mình là người không chân thật. Các con đây là những điều như Đức dạy các con mới nhận thức đó. Cả người lớn lớn một chút còn phải nghe nữa. Hiểu không? Mình nghèo nghèo chứ à, ta chơi mình là chơi chứ còn ta khinh mình thì khỏi chơi. Chứ mình ra vẻ chi nó cũng lộ tẩy á quý vị ơi. Nghèo là nghèo, giàu là giàu thôi. Phẩm chất nó quan trọng. Phẩm chất nó quan trọng. Hiểu không? Nó nên cái thành công đạo đức là quan trọng dữ lắm á. Thành công đạo đức rất là quan trọng. Để nó tích lũy cái phước báo đó tới tuổi già không có khổ. Còn Phật tử mà đi về chùa mình nó cố gắng thật chắc. Đừng có mà chạy theo cái tiếng tâm. Những đức đã làm khùng làm điên để cho quý vị tránh bớt đó. Nếu mà làm cao xa quá, người ta cho mình là ông thầy dữ dằn, là cái dạng mà người mà tiếng tâm mà ta chạy theo lúc đó bức sớm. Nên làm khùng làm điên lúc này làm hoài đến chi? Để cho họ ngại quá họ tránh bớt đi. Thấy chưa? Thấy ông thầy mình theo khùng khùng điên điên kỳ quá. Còn nếu nhìn sâu sắc thì tự hiểu. Còn nếu mà không biết thì tránh bớt đi. Để như người danh lợi, người ta tìm người danh lợi đi quý vị. Mình khùng khùng điên điên mà mắc cỡ tới mù. Tụi nó học ai? Học thầy khùng. Đúng không? Nhưng mà mấy đứa bé nhỏ nhỏ hay nhìn á, tuy là những đức nói chuyện đơn giản mà những đức lại làm những việc quan trọng trong cuộc đời. Nếu như các con mà như vậy thì đặc biệt quá. Những đức đi tu mười mấy năm, mình ở trong chùa không, mình gặp rất nhiều việc, gặp rất nhiều người. Ngoài đời thì mình cũng gặp nhiều người, nhưng mà mình không có được gần gũi rồi tiếp xúc nhiều hạng người. Nhưng mà nhà đức ở trong chùa được cái cơ duyên là nhiều người ta đến gần mình, tiếp cận. Nên những đức được tiếp cận những người giàu, nghèo, đẹp, xấu, được tiếp cận rất là nhiều người, nhiều hạng người luôn. Còn ngoài đời thì những đức chỉ có tiếp cận được những người như đi chơi đồ hoặc là hư hỏng đồ nhiều, những là không được gần gũi được nhiều người, người ta đạo đức đồ này nọ, ít được gần gũi. Thì mình thấy rằng là trong cái cuộc đời nhiều người chúng ta đa phần chúng ta đều mong làm sao mình thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời, ví dụ như giàu sang, có địa vị, rồi mình có vợ hay có chồng gì đó theo cái ý muốn của mình, thì thấy đó là cái sự thành đạt dữ lắm. Rồi mình lao theo cái sự thành đạt đó mà không có ngừng nghỉ. Vậy thì bây giờ trong mười mấy năm nhà đức đi tu, cô động lại cái thành đạt sự nghiệp gì là quan trọng nhất? Đạo đức. Vì cái thành đạt đạo đức quý vị, nó sẽ tích lũy quý vị tới tuổi già.
không có khổ. Nhưng mà cái sự việc thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời có khi chưa già nó đã khổ rồi. Có khi giàu lắm nhưng mà gặp con hư hỏng rồi, vợ thì cái này kia, chồng này nọ, nó lại khổ. Nhưng mà cái thành đạt đạo đức như quý vị, nó giúp cho quý vị rất bình an. À, cuộc sống quý vị nó có không đến nỗi khổ ở đâu, vì có đạo đức mà, có phước đức mà làm sao khổ được. Nên như Đức thấy cái thành đạt đạo đức nó rất quan trọng. Nên cuộc đời của người chúng ta sanh ra trong cái cõi đời này, cái quan trọng là ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Này là cái quan trọng, nó gầy dựng ngay chỗ này. Để cuộc sống mình sống á, mình làm việc gì mình cũng nghĩ cha mẹ mình nở mặt nở mày, thì cha mẹ vui mà. Rồi đối với anh chị em thì sống hòa thuận, không có giành giật của cải vật chất. Vì thấy có nhiều người, người ta cũng có học thức, nhưng người ta lại giành của cải vật chất đối với anh chị em nha. Thấy không? Đây cũng là sự nguy hiểm ghê. Cha mẹ mà thấy con cái gì buồn dữ lắm chứ. Buồn lắm chứ giỡn đâu quý vị. Nếu như một con người mà gầy dựng được cái đạo đức quý vị 100% quý vị, cuộc đời quý vị sẽ thôi sống thường an vui. Thường an vui nhiều lắm quý vị. Nên gầy dựng đạo đức là những đức thấy cái việc quan trọng nhất. Rồi bản thân mình phải được nghe pháp, biết tu hành, tin nhân quả. Gia đình mình có thờ Phật, dụng công tu mỗi ngày để bồi dưỡng về mặt tâm linh. Như bữa nay có người ta cúng dường 50 bộ tượng Phật đứng. Rồi ngày mai chủ nhật thì những đức có 80 bộ tượng ngồi của những đức đặt. Thì bữa nay ai đến trước nè, mấy vị muốn thỉnh tượng Phật thì những đức sẽ tặng cho vị mỗi người một bộ tượng Phật đứng, đẹp lắm á, để thờ trong gia đình, thờ trong gia đình quý vị. Thì những đức nghĩ rằng cái mặt tâm linh trong nhà rất cần cái việc tu hành, nó giải tỏa được rất nhiều thứ phiền phức trong gia đình, hay lắm. Và chùa chiền của mình quy mô nuôi người già rất là lớn, nhưng mà những đức thấy bây giờ chùa mình đã giới hạn nhận nữa, tại vì đông nữa rồi, không có chỗ ở nữa rồi. Thì coi như mấy ngày Tết đồ này kia đồ thì người ta khắp nơi về đây ở tu, thì nhà ăn đồ này kia tất cả tích lũy tất cả những vị trí chỗ ở hết để nằm. Dịp Tết người ta về người ta ở người ta tu cũng đông. Rồi một số chỗ ở mình cho người ta ở mấy điểm chùa, còn cái việc ở luôn bây giờ là thấy giới hạn rồi đó, thấy chưa? Thì quý vị thấy rằng là cái sự nghiệp trong cái cuộc đời mình mà cuối cùng mình vẫn hiu hắt, vẫn buồn. Có một cái cô này, cô học Phật, cô cũng hộ trì Tam Bảo nhiều lắm quý vị, nhưng mà cái thời gian dụng công tu để gầy dựng giải thoát nó yếu quá. Nhà Đức nghe kể, tu nghe pháp ăn chay bao nhiêu năm, có một người con trai, có một người con trai sự nghiệp cũng tương đối đó vậy, nhà cổ là biệt thự đó. Quý vị biết rằng là sau này khi cô bệnh đó quý vị, có một thời gian cô cũng ở đây nè. Khi đi đến đây là những đức là nó thì cũng chiều cô vì cái nhu cầu tương đối cũng dữ lắm á, nhưng mà cứ đòi tiếp tục hoài, viết từ từ nó không có phù hợp với chùa mình, không phù hợp với chùa mình quý vị. Cái nhu cầu nó cứ mong mình phải được hơn nữa, viết từ từ cái duyên tự nhiên đưa đi luôn. Về lại nhà quý vị, con nó bắt ăn mặn, khi bệnh đau nó bắt ăn mặn luôn, ăn mặn luôn đó quý vị, nghe nói là ăn mặn á. Rồi bây giờ tay biến ngồi xe lăn luôn, ngồi xe lăn luôn.
Thì thấy không? Tự nhiên coi công đoạn của cô, Nhị Đức nói một đời quanh quanh liệt liệt cũng nổi bật ghê. Nhưng cuối cùng quý vị thấy không, cái thành đạt sự nghiệp thế gian, quý vị thấy chưa? Nếu mà không gầy dựng một cái phước đức thật sự. Nên những đức nói quý vị đi chùa, nếu thật sự là một Phật tử, quý vị nên gầy dựng cái tâm tu, nó quan trọng. Đừng có chạy theo cái hình thức bố thí cúng dường, ai làm được ta làm kể người ta, còn mình cứ lo âm thầm mình tu. Còn cúng thì yên yên mà cúng, đừng có nổi bật chi. Vì nổi bật nó cũng xài trong cái phước đó, đó được người ta khen. Đó là những đức nhìn thấy nhiều người đó. Ừ. Rồi có một cái cô này, lúc trước cũng nấu ăn với quý thầy ở trong chùa bao nhiêu năm. Bây giờ cũng ra ngoài ở một cái phòng trọ bên ngoài hiu hắt. Giờ cũng hay không ai chăm lo. Thì những đức thu gom cái tư tưởng tiếp nhận Phật pháp lại. Do gì mình lang thang nhảy tưng tưng quá, hết đầu này tới đầu nọ, cuối cùng nó rớt xuống hầm á. Hãy chọn mục tiêu cho rõ ràng, rồi cả đời cứ gầy dựng như vậy. Chính bản thân Nhật Đức mười mấy năm gặp Phật pháp, rõ ràng nó có kết quả. Là do Nhật Đức có nhảy đầu này đầu kia vậy ơi. Ai nhảy kệ người ta đi, Nhật Đức còn muốn ngồi chỗ, không muốn đi qua bên kia luôn. Thật sự quý vị, mấy thầy mấy chú bên kia mà làm quen sau này làm đi. Mình mà ở nơi gì mình dưỡng tâm nó hay lắm quý vị. Nó khỏi đi chung đụng nhiều cái quá, giảm tối đa. Làm đã làm rồi, bây giờ đến lúc bản thân của người mình mà đủ duyên, nó ở chỗ gì hoài đi, hướng dẫn Phật tử tu này nọ là quá đủ rồi trời ơi. Đòi hỏi gì cao xa, đúng không? Nên những đức thấy những đức đương thời, những đức làm nhiều việc mà những đức luôn luôn á nghĩ đến cái việc hạ cánh không à. Tại vì sao mình thấy rồi quý vị ơi, bao la vạn trượng, nhưng cuối cùng á, tới khi mà thất thế xa cơ cuộc đời mình, phước báo thì bao nhiêu người chúc tụng mình lớn lao ầm ầm, nhưng mà cuối cùng thấy nhiều người rồi đó không bằng niệm Phật quý vị ơi, không bằng dụng công tu. Không bằng niệm Phật, không bằng dụng công tu. Nên gầy dựng cái đạo đức là việc cực kỳ quan trọng luôn. Mỗi một cương vị tiếp nhận Phật pháp nên sống cho thật là tốt đi. Những đức nó thiệt chứ, con người ba buổi cơm là chắc chắn là chúng ta không đến nổi đâu quý vị. Nhưng mà do chúng ta chi cầu ba buổi cơm này nó cao quá. Nếu mình chi cầu ba buổi cơm này là phải có kẻ hầu người hạ, rồi nhiều việc này kia, thì quý vị biết rằng á, ba buổi cơm này của quý vị nó sẽ trở ngại đó. Nhưng nếu quý vị biết đủ cái thường vui à, cái hạnh phúc nhất của mình là cảm thấy bình an. Thật sự hạnh phúc lớn nhất là cảm thấy bình an. Nên bao nhiêu việc Phật sự trong Phật pháp, như Đức thấy nổi bật quá trời, nhưng cuối cùng những Đức thấy nó không nổi mà nó chìm. Mà đương thời thì nó nổi, nhưng mà cuối cùng nó lại chìm. Cái này là cái mà nan giải trong tâm chúng ta mỗi người nhận thức, để mà mình tính ra con đường của mình đi làm sao mà cho nó được có kết quả. Nên những đức nói á, riêng bản thân những đức quý Phật tử mà về chùa, chúng ta không có cái gì mà nó quá dính dáng với nhau, chung chung thôi. Mà về nhà lo công phu hai thờ tu, rồi tu nhân tích đức, cái gì làm được thì cùng chung tay mà làm, lai rai vậy mà làm hoài. Giống như riêng bản thân những đức thì đã là không đi đâu, thì những đức cứ nói những đức ở một nơi mình gầy dựng à. Mà những đức thấy hay quý vị, giống như một người mình học một cái nghề nào đó mà mình lo chuyên cần mình học cái nghề đó, vậy mà sao cuối cùng mình lại thành đạt á nha. Còn cái người mà lang thang tùm lum nó không thành đạt á. Nên có nhiều đứa bé nhỏ nhỏ đây nè, các con biết á, những đứa đó từng đọc cái quyển sách của người Nhật viết mà phiên dịch ra tiếng Việt Nam mình, con đường đi đến sự thành công bằng cái tính tình tử tế. Nghĩa là thành công bằng cái tâm tính tử tế, sống đàng hoàng mà đi đến chỗ thành công.
Khi đọc trong cái quyển sách đó thấy người ta nêu cái chữ tín nó quan trọng và đạo đức nó quan trọng, rất quan trọng. Nếu như một con người mà chịu gầy dựng về cái phước đức á, nhìn nó chung chung vậy đó mà lạ tai, đến lúc nó phát quang, đến lúc phát quang. Xin thưa quý vị là có những đứa bé bây giờ nó học giỏi thiệt giỏi, chưa chắc nó thành đạt đâu quý vị. Dù học rất giỏi, năm nào nó cũng là học tiêu chuẩn cao nhất rồi đó, nhưng chưa chắc thành đạt đâu. Lạ tai cuối cùng nó ra trường nó lại thất nghiệp, nó kỳ cục như vậy. Một đứa học thiệt là dở luôn, quý vị thấy nó, mày, tao thấy mày thua đó, tao thấy mày là sau này chắc là đi lượm bọc quá, hay là đi bắt ốc quá. Nhưng chưa biết đâu nghe quý vị, cái đứa nó tuy nó học dở nhưng mà nó lại có đạo đức, là nó sống nó có tình có nghĩa, nó thương cha mẹ, nó không có tính toán với anh em. Nhìn thì giống hệt nó khờ vậy á, mà lạ tai người ta lại cho nó cơ hội không à. Còn cái đứa thiệt là khôn, thiệt là học giỏi mà lạ tai người ta lại sợ nó, người ta lại không cho nó cơ hội, vì nó quá léo lách quý vị. Cái người mà quá léo lách ta sợ mình, vì mình quá khôn quá léo lách ta sợ mình quý vị, sợ mình giành của người ta. Nhưng mình hiền hiền nhìn thấy thật thật vậy đó mà lạ tai, mình cũng có bị một số người ăn hiếp, nhưng mà lạ tai một số người lại binh mình, nó một số người lại binh mình. Nên cái đạo đức nó gầy dựng cho mình thành công, và cái phước đức nó đi đến thành công. Chưa chắc giỏi mà thành công đâu, chưa chắc dở mà thất bại. Có nhiều đứa mà cùng thời với mình đi, người ta còn trẻ, người ta đẹp, rồi người ta giàu đồ quá trời, nhưng mà sự thành công vì sao người ta nó lại kép. Có những người mình hưởng phước trước, mình lãnh nghiệp sau. Có những người mình lãnh nghiệp trước nhưng mà mình lại hưởng phước sau. Còn trong cái cuộc đời mình, xin thưa quý vị, quý vị khi mà tiếp nhận Phật pháp á, đương thời này quý vị đã sống tốt rồi, và cứ gầy dựng hoài đi, tới tuổi già vì không có khổ đâu. Mà cái cực kỳ quan trọng luôn của quý vị mà muốn tuổi già không khổ, là quý vị mà lúc còn trẻ quý vị phải gầy dựng một cái tâm giải thoát. Nhất là con người mà sống vui là người phải tin sâu nhân quả. Cái tin sâu nhân quả là việc cực kỳ quan trọng để giúp cho con người vui. Vì khi mà mình buồn một cái gì, mình nhắc mình tin sâu nhân quả. Một cái gì mình bị người ta gạt, mình nói tin sâu nhân quả. Người ta lấy của mình, tin sâu nhân quả. Có nghĩa là mình tin sâu vào nhân quả đi, là con người mình sẽ ít buồn tối đa. Và con người tin sâu nhân quả, lạ thay con người mình không đến nỗi quý vị bị hụt hẳn. Không hụt hẳn, chắc chắn quý vị luôn. Cái cô mà Nhận Đức mà nói nãy đó, cô ngày xưa cô đến Nhận Đức, cô mang một cái tâm cô quán hận một người cô đã từng quen biết thấy ghê. Khi cô đến Nhận Đức, những cái nhu cầu mà mình á đưa cho cổ là cổ đã sống được rồi, mà cổ cũng không chấp nhận. Cuối cùng cổ cũng buồn Nhận Đức, cổ đi. Thấy chưa? Rồi cuối cùng cô tìm lại cái người mà cô đã từng quán hận. Thấy quý vị thấy mình chạy chưa? Tuy là học đạo nhiều năm nhưng không học được rõ ràng, được sự tăng bốc lên cao quá. Công đức thù thắng, công đức thù thắng, làm hộ trì tam bảo, công đức thù thắng, hộ trì tam bảo. Chỉ bị cái danh này đẩy mình lên, rồi một ngày nào mình bị sụp đổ, rồi quay ngược lại phỉ báng tam bảo. Kinh khủng thì đáng sợ. Quý vị có bao giờ quý vị thấy Nhân Đức mà giảng gì công đức thù thắng gì không? Ít lắm. Nhân Đức chỉ bị làm là cái những Nhân Đức nói cái ý nghĩa của công việc à. Như người mù Nhân Đức nói cái ý nghĩa công việc, Nhân Đức không nói gì công đức gì lớn gì. Tùy quý vị thấy việc đó làm hay bị vui thì quý vị cứ làm đi. Còn Nhân Đức thấy Nhân Đức làm vui, Nhân Đức cứ làm à. Còn nếu mình không có điều kiện thì mình nghĩ là vậy thôi. Người ta có phước có duyên mình cứ làm hoài cho người ta vậy.
Nó, chứ quý vị ít bao giờ vì nghe nhà Đức nói cái chuyện à, quý vị nhà Đức tán thán người nào đó là công đức thù thắng gì à. Như nhà Đức tặng tượng Phật vì nhà Đức nói cái ý nghĩa của cái pho tượng Phật đem về vì nghe rõ ràng. Nó kết duyên cho mình mỗi ngày nhìn để nhắc nhở, để soi gọi tâm mình. Mà con cháu mình cũng được gieo cái duyên đó, mọi người đến nhà mình cũng nhìn được pho tượng Phật. Nhà Đức nói với vị nghe cái nơi thờ cúng cũng là một cái mặt tâm linh và cũng là một phong thủy. Có những gia đình mình thờ bằng thờ bước vô thấy ghê lắm. Bây giờ mình đổi lại một chút, bằng thờ thờ đừng có chơi mấy cái đèn đỏ quét, rồi đừng có để mấy cái hình trắng trắng đen đen ngày xưa, hình trắng đen á tùm lum. Quý vị hãy chụp và gọi lại, mình làm một bài vị từ trên tới dưới theo từng cấp, dán hình để vô ghi tên ông bà đó, bài vị ghi chỉ để một hai tấm hình chính nhất của người trong nhà mình lớn nhất để thờ cúng chánh diện. Còn nhiêu là bài vị chúng ta để thờ cúng lại. Rồi bằng thờ của mình mà đèn mà đỏ như son á, đổi bóng đèn khác, để bóng đèn trắng lại, để khi bước vô bàn thờ nó cảm giác nó dịu, nó nhẹ. Thì tự nhiên bước vô bàn thờ mình thấy mình không có sợ. Có nhiều bàn thờ dưới quê nghe quý vị bị bằng đêm bị ngủ. Có khi bằng đêm bị ngủ bị mở mắt ra bị nhìn cái thấy tấm hình nó nhìn bị chăng chăng. Mà hình trắng đen á. Nhìn mình chăng chăng thì tự nhiên từ từ mình quay mặt chỗ khác đắp mền lại. Cũng ớn lắm, cái đó cũng là một cái gọi là phong thủy không được tốt trong cái nơi thờ cúng. Nên mình nên cải cách lại để bàn thờ mình bước vô nó cảm thấy không có đáng sợ, cảm thấy bình an. Mình ngồi vô bàn thờ mình cảm thấy mình tu á, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Chứ mình bước vô mà mình cái tâm trạng mình mà mình sợ ma, mình nhìn giáo giác sao mình tu. Đó nên những Đức mong những người đi đến chùa mình nghe đạo á, nên học được một chút tư tưởng sống cho nó đặc biệt, biết đủ để thường vui á con ơi. Nghèo mà vui còn hơn giàu mà khổ, đúng không? Nên tiếp nhận đạo đức nghe không? Rồi ở nhà cố gắng niệm Phật, nít nít gì mà niệm Phật có phước dữ lắm. Rồi Phật tử gì chùa mình cố gắng niệm Phật đi. Chùa mình mà mấy cô vui vẻ nấu ăn gì cũng là từ niệm Phật mà ra. Không niệm Phật sao chịu nấu ăn? Nó nấu mà nó vui vẻ là nhờ niệm Phật mà nó nấu ăn vui vẻ đó. Chứ nó mà không niệm Phật đi, mặt lớn mặt nhỏ nó nấu, nó la sùm nước miếng văng tùm lum vô đó ăn mà chết. Hiểu không? Nhờ niệm Phật đó nên quý Phật tử về đây quý vị ơi, tu không tu gì không biết. Nhưng quý vị nên để ý một chút vì cái ngôi chùa mình là nó sức thăng. Từ đâu mà nó thành công? Từ niệm Phật mà thành công đó. Ừ à, cuộc đời những Đức cũng từ niệm Phật đó mà ra đó. Chứ không niệm Phật là những Đức là con ma, con ma men, có ra giống gì đâu trời ơi trời. Thiệt á, tôi nhờ niệm Phật đó. Nên quý vị cố gắng bám chắc con Phật hiệu này đi, là cuộc đời quý vị nhất định đặc biệt, không có khổ đâu nghe. A Di Đà Phật. À, bữa nay sinh nhật 24 cháu hả? Nên những cháu này sinh nhật lên đây. Rồi xong bây giờ chúng ta cùng niệm Phật quý vị, niệm Phật chút xíu nha, để tặng quà cho các cháu ngày sinh nhật. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các cháu mà về chùa viết nghe quý vị, dù cháu nào có lì cỡ nào chăng nữa, từ từ cũng ngoan, nó chuyển từ từ. Mà mấy bé mà ngoan mới dễ thương, nghe chưa? Bé nào mà không ngoan là không dễ thương, bé nào mà hổn là không dễ thương, bé nào mà ngoan hiền mới được dễ thương nghe. Mấy bé về chùa mình bé nào cũng dễ thương, chúng ta cho một tràng pháo tay khen các cháu coi. Mong cái phước báo ở trong chùa niệm Phật đồ á, chuyển cái nghiệp các cháu tốt thông minh. Những cháu nào chậm nói, khó ăn, nuôi khó, về chùa mình từ từ, ăn ngon, ngủ yên, dễ nuôi, hiền hậu, có đạo đức nha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy các cháu với cha mẹ các cháu đều về rất là đông. Nhà Đức thấy rất là hay, có nhiều người cha mẹ nói rằng là các cháu về chùa thời gian lâu, các cháu có sự chuyển hóa rất là tốt, ngoan hơn nè, rồi biết nghe lời cha mẹ hơn. Chắc chắn là nhờ cái công đức niệm Phật, rồi nghe chia sẻ Phật pháp, xong rồi được công đức phóng sanh nên chuyển hóa cái nghiệp của các cháu rất là tốt quý vị. Nên chúng ta nên tạo điều kiện cho con cháu của mình mỗi tuần thứ bảy được về chùa để gây dựng cái đạo đức cho con cháu mình. Cha mẹ ông bà mà tạo cái đạo đức cho con cháu là một món quà lớn nhất mà chúng ta cho con cháu mình. Có khi để tiền bạc nhiều nhưng không có đạo đức nó cũng không bằng đâu quý vị à. Nên chúng ta nên tạo điều kiện cho các cháu. Nhiều cháu đây mà quay phim lên người ta thương lắm nghe. Cháu nào cũng ngoan, khi mà đọc phóng sanh là thuộc nè, đọc tam quy y thuộc nè, niệm Phật cũng niệm theo đàng hoàng. Nên cái công đức này rất là lớn, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng á, cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ, cảm ơn Hòa Thượng xây chùa nên mình có chỗ nương tựa về đây mình tu hành. Và đem công đức này chúng ta nguyện hồi hướng á, cho ông bà cha mẹ và gia đình của các cháu Hòa Thượng sống bình an, hạnh phúc. Và các cháu được cái công đức này hồi hướng, thông minh, học giỏi nghe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng á, cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này. Nguyện cho họ được siêu thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con từ khi còn nhỏ được làm lễ phóng sanh nghe, nên con ruồi, con muỗi, con kiến mình không có giết nó nghe, mình không có quýnh nó, không có đập nó. Tại mình quýnh đập nó thì nó đau, cũng như mình bị quýnh đập mà mình đau vậy đó các con, thì mình có tội nghe không. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.